chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình. Thì sau nhiều ngày đi xem máy và coi máy thì hôm nay ông chủ Phú Quốc đã bay ra ngoài Hà Nội để test thử máy lần cuối và kiểm tra máy để đưa con máy này về tận hòn đảo Phú Quốc xinh đẹp các bạn ạ. Đấy. Đây, đây chính là con máy Hitachi. Con này là con Hitachi Dacit 75US-A. Thì hôm nay là cái ngày cuối để test thử và kiểm tra thử một vòng nữa để cuối cùng mang con này chuyển về Phú Quốc các bạn ạ. Đang sở hữu bộ xích gắn guốc cao su để giúp máy có thể đi ngoài đường trường rồi đi ngoài lộ liếc được này. Anh ơi,